Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại shop của Tùng Riêng. Hôm nay mình sẽ cho các bạn phân biệt được cái chống nghiêng nha. Cái góc máy nó gần giống nhau, còn chúng ta phân biệt cái chống nghiêng nha. Hôm nay chúng ta sẽ phân biệt được là cái chống nghiêng 81, 86 nghiêng nó khác nhau chỗ nào, nó có đề và không đề. Rồi thứ nhất đây là cái chống nghiêng của 81. 81 thì nó không có cái cục cao su ở đây ha. 86 nó có cục cao su đó, bạn thấy nó có cục cao su. 86 là nó có cao su ha, 81 không có cao su. Rồi cái đời cấp tâm trở đi thì nó có cao su đó, đèn vuông thì nó có cao su. Rồi cái thứ hai, đối với thằng 81 thì cái lò xo nó nằm bên ngoài, lò xo nằm bên ngoài. Rồi 86 lò xo nằm bên trong, thấy không đó, một cái là lò xo nằm bên ngoài, đây là 81 lò xo nằm bên ngoài, 86 lò xo nằm bên trong. Nếu mà lò xo nó nằm bên trong thì cái con ốc dặn của cái chống nghiêng này nè, đó nó nằm ở ngoài nè, thấy không, con ốc dặn nằm ngoài, còn 81 con ốc nó nằm bên trong đây. 81 cái đầu ốc không có đuôi ốc nằm trong, tại vì nó cắn cái lò xo. Rồi đó là phân biệt giữa 81, 86. Lưu ý ha, 81 là có cục cao su, 86 là có cục cao su, 81 không có cục cao su. Là sao 81 nằm bên ngoài, là sao 86 nằm bên trong. Cái thằng 81 nè, nó rất dễ giống với cái đùi lô, là cái đùi dinh thì cái con ốc, cái cây sắt này nè, nó có cái điểm khoét ở đây, thì con dinh á, cái cây này nó rất là ngắn, nó khúc vậy. Còn đùi lô nó dài ra nhìn nè, nó giờ ở đây nó có cái lỗ khoét nhỏ vô, nó lỗ khoét nhỏ để lọt cái bát đây. Còn đồ lô thì nó thẳng luôn, mình chỉ gắn này thôi. Rồi đó là 81 cho 86. Rồi cái thứ hai là gắn máy có đề với không đề. Gắn máy có đề mình gắn được cho xe không đề, nhưng mà gắn máy không đề không thể gắn được cái lốc máy có đề, tại vì cái lốc máy nó bự hơn một chút. Đây là thằng 82 có đề, còn thằng này là 81 không đề. Thì cái phần bắt đầu từ phần chống nghiêng này nè, ra đây nó dài hơn một chút, nó dài hơn khoảng phân các bạn, chỉ một phân thôi, nó dài không có nhiều lắm. Rồi các bạn nhìn đó, thấy nó dài hơn khúc không, cái đây là cái có đề đó, nó dài hơn khúc như thế này đó, nhìn vô 81 này nó sát luôn, nó sát đây, còn có đề thì nó dài ra. Thì đây là gắt máy có đề, đây là gắt máy không đề. Rồi nó chỉ vậy. Ok, hôm nay mình giúp các bạn phân biệt được cái chống nghiêng của 81 và 86 và có đề và không đề. Rồi đây là hai cây gắt máy zin ha, hàng zin mình mua kho thì mỗi kho nó bán một cái đồ khác nhau chứ không có giống nhau, và đây là chữ ký của kho. Nếu có vấn đề gì lỗi mình đem tới kho mình trả đó. Thấy chưa, các bạn thấy mua đồ kho, thấy các bạn yên tâm chưa, các bạn mua đồ bên mình yên tâm ha. Khách mà có phàn nàn gì là mình đem tới kho mình hỏi lại, ví dụ có những cái mình không biết, khách biết, nó nói à tại sao cái con ốc này dài, thì mình sẽ cầm cái này đi về kho mình hỏi, à khách thắc mắc ốc này dài, thì mình sẽ có câu trả lời cho các bạn. Đây cục cao su zin, cái này nó hư mình có thể thay, cái này có bán riêng nha các bạn, đồ zin người ta có bán cục cao su này đó. Rồi cảm ơn các bạn đã xem cái phần chống nghiêng ring, phân biệt chống nghiêng 81, 86 ring khác nhau chỗ nào, có đề và không đề. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn các bạn clip tiếp theo chúng ta sẽ coi tiếp một món khác nha. Rồi, chúng ta coi cái hoa lăng ngọn lửa 86 84 ngọn lửa 86 ngọn lửa 84 rồi 84 thì khác với 86 là 86 là một thớt, còn 84 nó hai thớt nha. Đó chưa, coi cái gì đây, t cho bên n để vc 86 0320040. Dạ hai thớt, các bạn thấy nó có hai cái thớt. Rồi.
cái mâm lửa, rồi kích viên, thanh tiếp và điện viên, làm phía sau quá đẹp. Bao xài nha các bạn, bao xài. Đây là cọng dây báo số. Okay. Rồi, hôm nay chúng ta coi cái quà lăng mâm lửa 86 đầu chùa. Đây là 84, 2 thớt, 86 1 thớt. Ok, coi cái 86. Đây, quà lăng còn zin nha. Quà lăng zin ha. Còn rất là đẹp. Để coi cái thông số. Đây. 023007181 nghi nó để lên chỗ giá bằng T ha. Rất là đẹp, đẹp ha. Để tắt mâm lửa rồi. Rửa vệ sinh sạch sẽ, trắng sáng. Bao xài nha các bạn, hàng mình bán bao xài nha, dây điện còn zin luôn. Okay. Dây điện zin, mâm zin, cuộn lửa zin chưa quấn. Okay. Đây là cái bình xăng của 92 đời cao, nó dành cho 81 86, 81 đời cuối với lại xe 86 xài chung cái bình này. Rồi hôm nay mình review cho bạn coi cái bình này thôi, chứ không có vấn đề gì. Đây là cái bình zin, rồi nó còn rất là đẹp. Đây là cái lỗ của để bác bao xăng. Cái miệng này thì nó rất là kín nha. Này là hàng can, tem còn luôn. Còn hết rồi cái tem. Cái này nó có hai ống xăng ha, để trong trường hợp là hết xăng thì mình xài ống kia đi kiếm xăng. Mình xài ống cao, ở đây nó có hai ống. Đó. Nó có một ống thấp và một ống cao. Các bạn xài ống cao trước, xong rồi sau đó các bạn chạy hoài hết xăng thì trong bình nó sẽ còn nửa lít xăng. Các bạn chuyển qua cái ống bên kia là còn nửa lít, là lúc đó các bạn đi kiếm cây xăng các bạn đổ vô. Đó. Rồi, các bạn thấy rất là đẹp. Đẹp hết. Không có vấn đề gì suy nghĩ. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Chúng ta phân biệt giữa hoa lăng 86 với hoa lăng 84. Hoa lăng 86 đầu chùa với hoa lăng 84 hai thớ. Trước tiên là so sánh hai cái hoa lăng. Đó, các bạn thấy sự khác biệt giữa hai hoa lăng chưa? Cái này thì nó một thớ, nó tròn. Còn đây nó hai thớ. Nó giống vậy mà nó thêm cái miếng sắt ở phía trên. Đó. Thì đây là 84, đây là 86. Ở mặt trên ha, chúng ta coi mặt dưới, dưới trong thì giống nhau. Hai thằng đây mình có thể xài chung, 84 86 mình có thể xài chung được. Không, ba lớn cửa ba lên bây giờ. Đó, mâm đây là hoa lăng, bây giờ có mâm lửa. Cái mâm lửa thì đối với thằng 86 chúng ta có nè, 1 2 3 4 5 6 6 tiếp đèn. Còn thằng 84, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tiếp đèn. Nhưng mà ở đây nó có hai cái tiếp lửa. Đó, rất lửa nó mạnh hơn. Còn thằng này nó có một cục bự hơn. Còn đây cục nhỏ hơn mà hai cục. Đó. Rồi, bạn thấy chưa? Đây là 86. Đây là 84. Cái cục, hai cái cục kích của hai thằng nó cũng khác nhau nữa. Đó. Thằng là vuông,
thằng 86 này nó tròn đó. Ok, và lan rồi, đó là sự khác nhau giữa 84 và 86.